Hoàng Văn Toản, gương mặt trẻ thú vị của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ trẻ Hoàng Văn Toản bất ngờ được huấn luyện viên Philip Chu-si điền tên vào bản danh sách rút gọn 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự trận gặp Hồng Kông, Trung Quốc. Vậy cầu thủ này có những đặc điểm nổi bật gì khiến huấn luyện viên Chu-si để mắt? Huấn luyện viên Philip Chu-si đã công bố danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự trận giao hữu với Hồng Kông, Trung Quốc. Trong đó, 4 cầu thủ thuộc đội U23 Việt Nam đã được chiến lược gia người Pháp đặt niềm tin. 3 trong 4 gương mặt đó không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Nguyễn Văn Tùng, Phan Tuấn Tài đã thi đấu 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Trong khi đó, trước khi dự SEA Games 2023 tại Campuchia, Khuất Văn Khang cũng đã nổi lên trong màu áo đội U19 và U20 Việt Nam trong 2 năm gần đây. Duy chỉ có trường hợp của cầu thủ Hoàng Văn Toản là vô danh trong mắt giới mộ điều Việt Nam. Và có lẽ, đây cũng sẽ là ẩn số thú vị mà huấn luyện viên Philip Chu-si muốn gây bất ngờ tại trận đấu với Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 15 tháng 6 tới. Vậy, Hoàng Văn Toản là ai? Thực tế, trước khi được huấn luyện viên Philip Chu-si trao cho cơ hội ở đợt tập trung lần này, Văn Toản mới chỉ có vỏn vẹn 30 phút hiện diện tại cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Cụ thể, đó là khoảng 30 phút trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Campuchia. Ở giải đấu đó, U23 Việt Nam dù lên ngôi vô địch nhưng phải bổ sung liên tục lực lượng do các cầu thủ đăng ký ban đầu đều dương tính với Covid-19. Văn Toản cũng vì thế mà không có nhiều thời gian xuất hiện trên sân. Thậm chí, ở một chiều hướng có phần tiêu cực hơn, người hâm mộ biết đến Văn Toản thông qua một sự việc không hay khi anh có pha xoạc bóng thô bạo với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và Viettel tại vòng 3V League 2023. Tình huống chơi xấu này cũng khiến Văn Toản bị treo giò 3 trận và phải nộp phạt 15 triệu đồng. Sau pha bóng ấy, mọi sự chỉ trích đều hướng về cầu thủ 21 tuổi. Dẫu sao, bằng ý chí và nỗ lực, tiền vệ của Công an Hà Nội đã vượt qua áp lực dư luận và trưởng thành hơn sau biến cố trên. Hoàng Văn Toản gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên Philip Chu-si trong lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đáng nói hơn, trong một tập thể đầy ắp những ngôi sao như tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, Văn Toản lại luôn được trao cơ hội từ băng ghế dự bị vào sân ở khoảng thời gian cuối trận. Không bỏ lỡ cơ hội, Văn Toản đã thi đấu tích cực, để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt trong trận gặp Khánh Hòa hay Thanh Hóa ở 2 vòng đấu gần đây. Cho đến nay, ngoài án treo giò 3 trận hồi đầu mùa, Văn Toản đã thi đấu tổng cộng 165 phút trong 6 trận đấu tại V-League. Đáng chú ý, Văn Toản cũng đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League với pha đánh đầu đẹp mắt vào lưới đội đầu bảng Thanh Hóa tại vòng 11 V-League vừa qua. Có lẽ huấn luyện viên Philip Chu-si đã nhìn thấy tiềm năng của tiền vệ 21 tuổi này sau quãng thời gian theo dõi anh thi đấu tại V-League, cũng như 4 ngày hội quân vừa qua tại U23 Việt Nam. Một trong những yếu tố khiến Văn Toản được tạo điều kiện cũng là bởi anh là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Văn Toản xuất phát điểm là một tiền vệ trung tâm. Cho đến nay anh được huấn luyện viên Flavio Cruz xem như là phương án dự phòng cho Sầm Ngọc Đức. Ngoài ra, Văn Toản cũng chơi tốt ở vị trí tiền vệ lệch trái, nơi anh đã có gần 20 phút gây náo loạn hàng phòng ngự của Khánh Hòa bằng những tình huống tạo đột biến cao. Chưa hết, thể lực dồi dào cũng giúp Văn Toản lên công về thủ một cách nhịp nhàng. Đôi khi anh cũng được huấn luyện viên Flavio Cruz kéo về nhằm hỗ trợ cho Văn Hậu trong những tình huống phòng ngự. Do đó, với một huấn luyện viên ưa thích những mẫu cầu thủ cơ động và giàu tính chiến đấu như Philip Chu-si, việc cái tên Hoàng Văn Toản lọt vào mắt xanh của vị cầm quân người Pháp cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay, chưa biết kế hoạch sử dụng Văn Toản của huấn luyện viên Philip Chu-si sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng riêng việc được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và thi đấu, tập luyện cùng những đàn anh như Hoàng Đức, Quang Hải cũng sẽ tiếp thêm động lực và khát khao cho gương mặt mới 21 tuổi, Hoàng Văn Toản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.